tên để gặp đại ca. Xe tới rồi, chị tới rồi, ngay ngay ok. Gặp lại sau khi là gì? Đi xe bớt, bao tiền đồ. Đi theo xe bớt, em không? Chị có vô tờ bạn cháu không? Thôi em cũng về giờ chứ. Có chữ con kia. Ủa, chú đi nói xe bớt chạy lại đây hả? Chú chạy chút mấy người hỏi chưa tới 1 giờ chạy lại đây. Chú lái xe này lâu quá, chú chạy vô được. Trời, xe bớt bị còn lâu lắm, xe bớt bị không rồi đó. Tại dụ như đi lên xe bớt lại như người đã, để đi danh trước hay là sao mà không biết được. Ổng là chưa. Đi bắt nhầm đi, để tao đi bắt cầu hồi chắc á. Ở trong đây anh có lên không? Anh đi theo mình theo ông Bùm đi chứ. Đi xe đi chứ em đi không vô không? Xe nắp lóc nhiều đường thôi mà xưa nữa nắp lóc. Cái này coi hạ tới rồi. Đấy, đúng kìa, ở đâu vậy? Đó bên rồi. Ủa, thế là có sự bất ngờ gì đưa anh? chú ra ra không chú 980 9425 703 940 703 hả chị? 980 hả? Có này tên gì vậy? Thank you.
xin trả lời hả? Ủa, đó lái xe bus là sao? Đi qua anh kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có chuyện gì là anh sẽ đi metro ra không? Phải rút về cũng lẹ nữa, mình rút trước được. Lúc mà ông Trump mà July 4 là anh ở ra trên á, lắp lắp như vậy á, tại đi đường metro là nó phải lãnh lộ. Nếu như một người đánh đổ nên đã dám nào vô nữa nói không? Mất sợ rồi con. Chúng anh về mà không có gì hết. Okay.
Thank you.